Ok, hello, chào tất cả mọi người nhá. Chào mừng các bạn đến với channel Quản lý Vlog của chúng Châu Phi. Video hôm nay là tiếp tục series thi bơi của anh em dân bản nhá. Ở đây thì có tổng là một này, đấy, Nomi, Tinu, Catania, Ande, Tembi, Manuel, Victory, Wiki, Saveza, Kuka. Đấy, Teddy. Và đây là tổng là 8 người nha mọi người. 8 người. Ra anh tao áo quốc đoạn đấy. Vẽ ghi ra, ai in à. Đôi vest Segala Mouse Bateru Feru Để bơi bọn tay. Đôi vest Số Ây, tôi quan tâm. Ôi, tôi bê số rồi nè. Số tế là tế bê số cả nhà. Mai cái anda aquí frente. Gaya 50.000. 50.000. Segundo 20 pao. Mai segundo des. Sega. Ya. Está ahora no va a ir para Sí, nada bien. Now fica directo fio ya línea ahí. No está salir fuera línea. Ya. Ok, ra ghi để nghe rồi ấy chưa? Xin quan tài. Vin đi này. Đê này. Vô cùng phim mà. Vô Amanda bè xô cùng phim mà ấy. Vậy sẽ gặp là. Vậy. Cái nào vậy sẽ gặp mau đủ phê rượu. Vốn ta ra. Bà tì. Hả? Ok, rồi đứng nào, đứng lên nào. Rồi. Bây giờ là để cho tất cả các anh em đứng lên vị trí. Mình đi quanh hồ một tí nhá. Đây, cứ đứng vị trí như này thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 người. Ở đây thì sẽ có thêm Matiloi là sẽ là người cứu hộ đợt. Đợt trước ấy, đợt cái video trước ấy là mình có khi mà cái hồ bơi này ấy, là đầy nước rồi thì sẽ có người trông coi ở đây. Đấy, Emize và Tony, anh Tony ở trên bản là phèo ấy là có người trông coi ở đây nha mọi người. Không cho con nít lại gần. Đấy. Vậy là hôm nay là cũng mua được cái phao này này. Phao này để cứu hộ. Lỡ may những ai mà bị chuột rút hay gì đấy thì anh Matilo sẽ nhảy xuống cứu. Đấy. Và bên kia là Arianu, đấy cũng sẽ có phao cứu sinh và cứu hộ như thế luôn. Còn lại nữa là sẽ đi bơi làm sao mà lỡ may mà trượt rút bên gì ấy thì sẽ có người cứu hộ. Rồi bây giờ là sẽ sắp xếp góc quay để làm sao để hô là anh em sẽ bơi, tiến hành bơi luôn. Ok nha mọi người, thì tất cả mọi người đã sẵn sàng vào vị trí hết rồi. Thì bây giờ máy quay cũng sắp đặt hết rồi. Ở trên kia là flycam, ở đối diện anh em là sẽ là có nam quay. Và ở sau này là sẽ có đội mingo. Đấy. Và bây giờ sẽ hô 1, 2, 3. Đấy là bắt đầu anh em sẽ bơi. Bây giờ, em biết thế. Você confirma pessoa aí mau chegar do Peru já? Ok. Vamos. 1, 2, 3, 2. Ui Nhìn rồi, anh ấy nhìn rồi. Ê, anh in à? Bố xe anh in à? Anh ấy phản lỗi rồi. Ôi, em này, về nhìn rồi. Ôi, ơi, Victory. Đang nhấn sao là Victory. Còn mấy anh khác bỏ cuộc rồi. Ô, oh, hay quá nhỉ, được đấy nhỉ. Ê,
Ấy này anh này nhá, đồ này là Victory này. Ôi, ê, Victory rồi. Victory. Anh này về 3 rồi. Anh này. Và Victory và anh kia. Ôi trời ơi, mệt chưa bạn ạ? Mấy bơi 2 vòng mà mệt như thế rồi, không bơi được nữa 3 vòng. Rồi, anh này là người về nhất này. Về nhất của Victory. Và người thứ ba là anh này. Ê! Ele ganhou. Ora. Oi. Mệt các bạn ạ, anh em là đang mệt. Anh em đang mệt. Ele ganhou. Anh em đang mệt. Aqui. Chúc mừng. Aqui segundo. Aqui mais segundo. Aqui. Aí. Você vai nadar? Vai chegar lá? Ele. Você não sabe nada. Você de brincar na água. Là ba người. Anh này là về nhất. Đấy, còn Victoria là về 2. Còn anh này là về 3. Ba người nha mọi người. Ba anh này thì mình sẽ trao giải thưởng cho luôn. Đấy. Còn mấy anh kia thì mình sẽ khuyến khích cho mấy người treadmill đi. Yeah. Đây. Cho mỗi người treadmill khuyến khích. Cái này giải khuyến khích thôi. Đây, cho 3.000. Đây, cảm ơn. Ô, tao bên sao mà xem em lì vai gà nha. Ấy tao có ra ấy phát trận đất tê. Rồi, ok, đây. Phát trận kia, ok. Rồi, đây. Khuyến khích. 2, 3, ok. Còn mấy anh này là phát ra mấy anh em non thế. À ghi. Rồi, anh này là như này đứng lên nào. Đứng lên nào. Cá sa đủ. Đây, tất cả khán giả là cổ vũ ở đâu nhiệt tình. Mà cái này là nhanh nha mọi người, mình nghĩ là nhanh thôi. Rồi bây giờ là sẽ trao giải thưởng và cái cuộc chơi ngày hôm nay ấy chỉ là tổ chức cho vui thôi và tiền số tiền nó cũng nhỏ mà cũng không to đâu. Đây. Đây, Dead Mili là về thứ 3. Còn Vinti Mili và cái này là 50. Đẳng cấp. Tá bom, né? Ok. Você tá força. Vai nadar bem, ele. Vai nadar bem, ele. Rồi ok, và cũng rất là nhanh nha mọi người. Thì bây giờ là anh em sẽ hút hết nước ở dưới hồ bơi lên. Để nếu mà sau tổ chức thì mình sẽ xả xuống. Tại vì không có người canh liên tục ở đây được. Dạ, tá bom, ok. Acabou. Dạ, vou tirar água agora. Tira fio, dạ. Ai, sa, được nghe. Ê, Wiki. Não, hả? Dạ, đi đà lạt, bà, extended fee. Ah, mas esse depois vai jogo mais? Depois jogo mais. Thôi, bây giờ là hai đội bảo vệ này cất cái này đi, dọn lấy cái máy hút đấy, hút bơm ấy, hút nước ra hết đi. Ở đây hình như là có cái ống xả nước ấy, bảo tút cái ống này là nước nó sẽ xả đi ra ngoài suối luôn mà. Đâu? Hả? À ghi lên ba chủ. Hả? Bater a tampa. Entra água. Sai. Có ra được không? Hay là lấy máy hút?
Đây bom bà đây, hút nước ra khỏi ao nha, khỏi hồ bơi nha mọi người cho an toàn. Chứ bây giờ nếu mà thi chơi trò chơi gì liên quan đến hồ bơi này nữa thì mình lại xả nước vào. Đấy, tại vì thực chất là hôm nay nếu mà để nước như này thì tất cả anh em ở người dân đây là bơi khá là nhiều. Và những người không biết bơi cũng sẽ nhảy xuống, đấy rất là nguy hiểm. Vì thế cứ xả xuống thôi. Cứ xả ra rồi bàn giao lại cho bên nhà thờ đấy, tại vì lúc cái hồ bơi này xây dựng lên ấy là cũng của nhà thờ và cha xứ trông coi ở đây, vì thế mà mình xả nước ra xong là mình kêu cha xứ lại đây để bàn giao là tôi đã làm xong hết tất cả cuộc chơi đấy rồi, bây giờ xả nước ra đấy, ok rồi. Sau lỡ mai ai lại xả nước vào đấy, có người lại kiểu chết trôi ở đây đấy, ví dụ như thế, không may đổi tuổi cho mình thì cũng không được. Và cuộc thi này thì cũng ấy thôi, cũng không phải chuyên nghiệp nha mọi người, đấy là toàn mấy anh em ở quanh cái hồ bơi này ấy, biết bơi thôi, chứ cái tỉnh anh em mình ở đây là sẽ không có không có biển đấy, vì thế là dân bơi là rất là ít. Những ai ở quanh cái khu vực hồ bơi này thì người ta sẽ bơi quanh năm suốt tháng ở đây rồi đấy, thì nên người ta biết bơi, còn lại nữa là không biết. Rồi bây giờ sẽ tút hết nước ra. Ok nha mọi người, thì bây giờ là chờ em Mariano hút hết nước xong. Chắc là hút tầm 2 ngày thì sẽ có người trông coi hồ bơi ở đây, không cho con nít bơi nha mọi người. Chưa bây giờ con nít đến đây vì rất là nhiều. Và tí là sẽ cho anh em đuổi lên, không cho bơi. Để hút nước xong hết rồi ngày mai bàn giao cho cha xứ. Ok, video hôm nay thì nói chung là cũng không phải là giải bơi chuyên nghiệp, cái là giải ao làng thôi, nên là không được ấy lắm, không được hay lắm. Đấy, ở đây toàn thấy ai cũng biết bơi như này mà. Nhưng mà được ấy là biết bơi thôi, chứ nếu mà bơi quãng đường dài tầm 2 vòng như lúc nãy thi thì không có ai có sức cả. Đấy, chỉ bơi nổi thì nổi lên mặt nước thì mình thấy là con nít này khá là nhiều này. Em biết gì? Để bơi para cultura coreana sai ya. Para batre para no da coreana nata ai. Ya. Ok. Ok, chào tất cả mọi người. Ok, thì video này mọi người thấy hay thì cho mình một like, đăng ký kênh để sắp tới mình sẽ làm nhiều video giải trí cho mọi người xem nha. Chào tất cả mọi người.